chào quý vị khán giả truyền hình thân mến, đây là những hình ảnh tại sân vận động Pleiku. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà FVN Hoàng Gia Lai và đội khách Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng đấu thứ 17 của giải vô địch quốc gia V-League 1 năm 2023 và năm 2024. Cả hai đội đang bước ra sân và chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng ngày hôm nay. Và đây là đội ra quân bên phía đội chủ nhà FVN Hoàng Gia Lai. Họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-3-1-2. Đứng trong thành là thủ môn Bùi Tiến Dũng, các hậu vệ đó là Thanh Nhân, Diaz và Jairo Văn Sơn, các tiền vệ Dũng Quang Nho, Đức Việt, Bảo Toàn, Minh Vương và hai cầu thủ trên hàng công đó là Thanh Bình và Jao Veras. Cầu trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính đó là Nguyễn Ngọc Châu. Đây là đội hình giao quân bên phía Sông Lam Ngàn, họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-4-2, đứng trong khung thành là thủ môn Văn Việt, hai trung vệ đó là Văn Thành, Mario, các hậu vệ biên đó là Sĩ Hoàng, Văn Huy, các tiền vệ đó là Bá Quyền, Văn Lắm. Những cầu thủ chạy cánh đó là Mạnh Quỳnh, Quang Vinh và hai cầu thủ trên hàng công đó là Xuân Đạt và Michael Olaha. Như vậy là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Agribank Hoàng Gia Lai và Sông Lam Ngàn đã bắt đầu. Các cầu thủ Agribank Hoàng Gia Lai với trang phục màu vàng và Bordeaux. Và chúng ta có thể thấy quản lý bên phía hành lang cánh phải về phần sân của họ. Đường chuyền dài. Quá hay. Dứt điểm. Không vào. Bóng vẫn còn. Xuân Đại. Tuyến hai. Vừa rồi là một tình huống tấn công trực diện quá hay của Sông Lam Nghệ An, nhưng rất tiếc là tiền đạo Xuân Đại đã dứt điểm không thành công. Nó vẫn chưa thực sự tốt bên phần sân của Sông Lam Nghệ An. Michael Olaha. Tình huống khống chế bằng ngực, sau đó dứt điểm rất nhanh của Michael Olaha. Đường chuyền lên, Michael Olaha rất nhanh. Chuyền vào, không được. Chúng ta có thể thấy pha thoát xuống sở trường của Michael Olaha. Tình huống căng ngang và cột trước dành cho Xuân Đại, nhưng Xuân Đại đã băng vào dứt điểm không thành công. Đó là những cầu thủ có khả năng không chuyến cực kỳ tốt bên phía đội chủ nhà. Đánh đầu. Như vậy đã có bàn thắng. Bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ FVN Hoàng Gia Lai. Vũ khí lợi hại của FVN Hoàng Gia Lai đó là những tình huống đá phạt cố định, những tình huống đá phạt góc. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà pha không chuyến của Jao Veras. Một cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An đó là Văn Huy cũng đã ngồi lên bóng, nhưng pha phá bóng không kịp. Và Thanh Bình đã có mặt rất nhanh để ghi bàn thắng. Và bật nhảy rất tốt của Jao Veras. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Văn Sơn. Đánh đầu. Đó là tình huống đánh đầu của đội trưởng Minh Vương. Rất nhịp nhàng. Jairo đã giành lại bóng rồi. Quá hay. Jairo pha xâm nhập vào khu vực 16m50. Jao Veras không vào. Người vừa về cản phá đó là Phan Bá Quyền. Trước đó là một tình huống giành bóng xong phối hợp với đồng đội rất tốt. Hai cầu thủ người Brazil bên phía đội chủ nhà phối hợp với nhau ăn ý. Tình huống xâm nhập vòng cấm và có đường kiến tạo cho Jao Veras. Nhưng quá đáng tiếc, không có bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ nhà. Jao Veras đã chậm hơn một nhịp so với Phan Bá Quyền. Sĩ Hoàng. Đường chuyền Olaha. Vẫn là những phương án theo rất sát đối với các tiền đạo bên phía Sông Lam Nghệ An của bộ đôi trung vệ Jairo và Diaz. Đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của trung vệ Diaz. Phút thứ 45 của hiệp 1 rồi. Đánh đầu. Không vào. Pha đánh đầu của trung vệ Jairo. Như tôi đã nói rồi, những tình huống cố định nó cực kỳ nguy hiểm. Đó cũng là một công thức tấn công của FVN Hoàng Gia Lai.
Pha đánh đầu thiếu chính xác. Bóng vẫn trong sân, Minh Vương. Đánh đầu! Đó là pha đánh đầu của trung vệ Diaz. Đúng là các cầu thủ FC Gia Lai họ đang không chiến tốt hơn so với Sông Lam Nghệ An. Vào thời điểm hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang trải qua thời kỳ khó khăn. Họ đang có một phong độ không thực sự tốt. Đây là Thanh Minh. Đường chuyền ra, dứt điểm không được. Một pha dứt điểm ở góc hẹp của Giao Veras sau khi nhận đường chuyền của Thanh Bình. Đường chuyền quá hay. Đây là cơ hội. Không dứt điểm. Thiếu đi sự quyết đoán trong pha bóng vừa rồi. Thanh Nhân dứt điểm từ xa, rất khó chịu. Sĩ Hoàng, Quang Vinh, Sĩ Hoàng, Ô La Hà. Pha chuyển bóng của Ô La Hà đến vị trí của Rafael Sasset nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bắt bài. Có hai cầu thủ của Airbank Hoàng Gia Lai mà thôi. Javeras pha đột phá nhưng không thành công. Cơ hội. Đây là Thanh Bình. Không vào. Sai lầm của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Một chút nữa thôi đã biếu món quà dành cho tiền đạo Thanh Bình. Hoàng Anh Gia Lai có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 45, Javeras. Xuân Tiến khá nhịp nhàng. Tạt bóng vào. Dứt điểm. Không được. Bóng đi vót xa. Một tình huống tấn công biến hay của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Người băng vào đánh đầu vừa rồi có lẽ là Đặng Văn Lắm. Đường chuyền quá hay. Không được. Vẫn còn. Đó là pha băng lên của Kiên Quyết. Thủ môn Văn Việt cũng đã ra áp sát rất nhanh. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Dũng Quang Nho đã có một pha chuyền bóng rất tốt dành cho Kiên Quyết. Kiên Quyết dứt điểm ngay. Không vào. Hơi táo bạo một chút. Đúng là sự quyết đoán. Một chút nữa thôi đã có bàn thắng đẹp đến với bàn Kiên Quyết. Đánh đầu. Như vậy cho đến thời điểm này thì trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã thổi còi kết thúc trận đấu. FC Hoàng Gia Lai đã giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng duy nhất do công của Thanh Bình ở trong hiệp 1. Như vậy là FC Hoàng Gia Lai đã trải qua 2 trận thắng liên tiếp tại V-League. Tấn công không còn hoa mỹ nhưng nó có hiệu quả và có 3 điểm rồi. Và bây giờ buổi tổng thật trận đấu của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.